Nhiều hộ dân ở các chung cư cũ xuống cấp nghiêm trọng tại thành phố Hồ Chí Minh không chịu di dời bất chấp nguy hiểm rình rập hàng ngày. Thành phố Hà Nội đang nghiên cứu việc đặt tên đường phố bằng số cho các tuyến phố mới. Hà Nội sẽ tổng rà soát hoạt động nhà chung cư trên toàn thành phố nhằm đảm bảo an toàn và quyền lợi cho cư dân sống tại các chung cư. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta vừa cùng nhau điểm qua những thông tin nổi bật trong bản tin Địa ốc 24 giờ thứ 6 ngày 7 tháng 4 năm 2017 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Kính thưa quý vị, ngay trong tháng 4 này, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ thông báo đến các cơ quan trung ương và Hà Nội hiện đang quản lý gần 11.000 căn hộ đang sở hữu theo diện tự quản để bàn giao lại cho thành phố để thực hiện việc bán nhà và cấp giấy chứng nhận. Hiện nay, quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước còn lại hiện đang quản lý là gần 14.000 căn hộ, bao gồm 6.900 căn là nhà ở cũ và 6.800 căn là nhà cơ quan tự quản chuyển giao cho công ty quản lý. Trong số này, có gần 3.000 căn đã có đơn hồ sơ mua nhà và nhà ở thuộc diện được bán và có gần 11.000 căn thuộc diện không đủ điều kiện để thực hiện bán. Trong gần 11.000 căn nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước chưa đủ điều kiện bán, có gần 1.700 căn vướng quy hoạch, dự án giải phóng mặt bằng, nhà thuộc danh mục phố cổ là 693 căn, vướng do không ký được hợp đồng thuê nhà là trên 1.500 căn, vướng mắc về diện tích nhỏ, hộ khẩu ngoại tỉnh không đủ điều kiện ký hợp đồng là 156 căn, vướng do đang có tranh chấp khiếu kiện đòi sở hữu là 713 căn. Sở Xây dựng Hà Nội cũng vừa có thông báo yêu cầu các quận, huyện, thị xã tiến hành kiểm tra, rà soát và tổng hợp tình hình quản lý sử dụng vận hành nhà chung cư trên toàn địa bàn thành phố. Theo đó, Sở Xây dựng yêu cầu các quận, huyện, thị xã có thống kê toàn bộ các công trình nhà ở, công trình hỗn hợp trên địa bàn, số lượng giấy chứng nhận được cấp, số lượng dự án đã bàn giao và chưa bàn giao. Ngoài ra, các địa phương cũng phải thống kê hàng loạt các chỉ số cụ thể, như tổng diện tích căn hộ để ở, diện tích văn phòng và tổng số lượng căn hộ theo thiết kế và trên thực tế, số lượng người đến ở, số lượng căn hộ được cấp sổ đỏ. Đối với nhà chung cư, các quận, huyện phải cung cấp thông tin liên quan đến năm xây dựng và năm đưa vào vận hành dự án, số lần tổ chức hội nghị nhà chung cư, số lần bảo trì nhà chung cư đến kinh phí bảo trì của từng đợt bảo trì. Trong năm 2017 này, thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện việc xây mới 7 chung cư cũ và cải tạo khoảng 10 chung cư xuống cấp, trong đó có khu chung cư Cô Giang thuộc địa bàn quận 1. Tuy nhiên, kế hoạch này có thể bị chậm trễ bởi vì đến thời điểm này vẫn còn nhiều cư dân tại đây bất chấp nguy hiểm không chịu di rời, cho dù chung cư đã xuống cấp nghiêm trọng. Bà Trương là một trong số những cư dân còn bám trụ tại lốc B, chung cư Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Với lý do còn phải chăm sóc người chồng đau ốm, nên gia đình bà chưa thể chuyển đi nơi khác. Nhiều lần, Ủy ban Nhân dân quận 1 cũng xuống vận động bà di rời để bàn giao lại mặt bằng cho chủ đầu tư cải tạo chung cư. Nhưng đến nay, hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Số tiền đó thì nói đúng ra là nó cũng mới lên đây thì số tiền đó cô cũng nếu mà mua nhà quận nhất là chắc cũng chưa được đâu, phải mua ở xa. Mà ở xa thì chú bệnh như vậy thì cô không thể mua ở xa được. Cho nên cô còn phải ở lại đây. Hiện còn khoảng 30 hộ dân vẫn bám trụ sinh sống tại lốc A và lốc B của chung cư Cô Giang. Ở hai lốc C và D thì không còn người ở và đã làm thủ tục bàn giao cho chủ đầu tư. Riêng tại lốc D, chủ đầu tư đang tiến hành xây dựng dự án khu căn hộ và trung tâm thương mại Pavilion Square. Người dân cho biết nút thắt lớn nhất chính là tiền đền bù chưa được hai bên thỏa thuận. Đồng thời, họ cũng cho rằng chung cư vẫn còn rất tốt để ở. Thì đương nhiên là chung cư mà giải tỏa thì bắt buộc là phải đi rồi. Chứ đâu có mong muốn gì con, mong muốn là không có mong muốn rồi. Nếu mà còn ở đây là cô vẫn còn ở đây chứ cô không mong muốn đi đâu hết. Chỉ có cái là tiền thì nó chưa có đủ để cô mua nhà, thành cô chưa đi thôi. Tôi thấy là tôi nhìn người ta tỷ được giá thì người ta đi tôi đi à. Tỷ về ở đây kéo để cho con cái nó làm cho gần gũi vậy thôi. Ở 5 năm nó cũng chưa có sập, xong xuống cấp. Tôi thấy vậy chứ không có xuống cấp đâu. Theo Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, chung cư Cô Giang được xây dựng từ năm 1968. Kết quả kiểm định mới nhất cho thấy chung cư này không còn đảm bảo an toàn cho việc sinh sống của các cư dân. Và thực tế tại hai lốc A và B của chung cư đã cho thấy điều này.
việc thiếu đi sự chăm sóc của người ở cũng khiến cho chung cư càng xuống cấp nhanh hơn. Theo Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, việc vận động người dân di rời thì cần thiết, song song đó cũng cần quan tâm đến các nhu cầu chính đáng của họ. Phải tìm hiểu những cái nhu cầu, những cái nguyện vọng của người dân ở đó trong vấn đề di dời tạm cư, hỗ trợ đời sống trong giai đoạn tạm cư, rồi khi tái định cư thì được công nhận sở hữu cái phần diện tích tương đương hoặc là diện tích lớn hơn theo thỏa thuận với nhà đầu tư, để tránh trường hợp người ta vì thiếu khả năng tài chính thì người ta phải bán cái nhà tái định cư, người ta bán cái suất tái định cư và người ta lại đi qua một cái chỗ nào đó để sống trong những khu lụp xụp ổ chuột khác, thì điều đó là nó không tốt. Tới đây, để đảm bảo an toàn cho các cư dân vẫn còn bám trụ tại chung cư Cô Giang, cũng như đảm bảo tiến độ kế hoạch cải tạo chung cư cũ, Ủy ban Nhân dân quận 1 và các cơ quan chuyên môn sẽ tiếp tục đối thoại với người dân để tìm giải pháp. Thưa quý vị, đường Tố Hữu được xem là tuyến đường huyết mạch của trục giao thông phía Tây Nam Hà Nội. Với sự xuất hiện của hàng loạt dự án bất động sản chạy dọc hai bên, Tập đoàn Hải Phát đã trở thành một trong những doanh nghiệp làm thay đổi bộ mặt của trục đường này. Các dự án của Tập đoàn Hải Phát đều tọa lạc tại những vị trí mặt tiền đẹp trên trục đường Tố Hữu như tổ hợp The Pride đã được đưa vào vận hành, tòa HP Landmark Tower, cao ốc HPC Landmark 105, khu nhà phố thương mại 24 giờ Vạn Phúc đang trong quá trình hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng trong quý 2 năm 2017. Tổ hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp Roman Plaza ngay tại ngã ba Tố Hữu, Mỗ Lao đang gấp rút hoàn thiện phần móng. Dự kiến khi hoàn thiện, các dự án của Hải Phát sẽ được kết nối đồng bộ với nhau, tạo thành một hệ thống dịch vụ tiện ích và kinh doanh hiện đại nhất trên trục đường Tố Hữu. Nhằm hướng tới việc xây dựng một thành phố thông minh với việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý điều hành, thành phố Hà Nội đang nghiên cứu việc đặt tên đường phố bằng số. Tuy nhiên, để tránh đảo lộn cuộc sống của người dân trên những đường phố đã ổn định, thành phố chỉ hướng tới việc đặt số cho những tuyến đường mới. Những con đường quen thuộc này đã gắn liền với lịch sử, văn hóa của người dân Hà Thành từ nhiều năm nay. Đó không chỉ là tên của các danh nhân như Đinh Tiên Hoàng, Lý Thường Kiệt hay Lê Duẩn, mà còn gắn với lịch sử văn hóa đặc trưng của thủ đô như Cầu Gỗ, Hàng Bạc. Là người dân Hà Nội, đồng thời cũng từng đi công tác tại nhiều đất nước phát triển trên thế giới, ông Phạm Quang Việt ủng hộ cách đặt tên đường bằng số. Vì theo ông, việc này sẽ phục vụ cho công tác quản lý thuận lợi hơn. Tôi cho là cái đó là hợp lý. Bởi vì bây giờ các đô thị phát triển rất nhanh chóng. Và nếu mà chỉ dùng những cái tên, tức là tên địa dư là một, là hai, là tên các nhân vật lịch sử ấy, thì cũng không đủ đáp ứng được. Cho nên đến một trường mực nào đó nó phải chuyển sang đánh số. Bởi vì trên thế giới có nhiều nước họ đánh số rồi. Họ phân vùng Đông Tây Nam Bắc, sau đó họ đánh số ở những cái vùng đó. Thì nó sẽ tiện cho người ta khi định hướng mà tìm địa chỉ. Khi được hỏi, chị Chris Seabolt, du khách người Australia chia sẻ, đất nước chị cũng đặt tên đường bằng các số thứ tự và việc này không chỉ thuận tiện cho việc quản lý mà cũng giúp người dân thuận tiện đi lại, giao dịch và liên lạc. Ở nơi tôi sinh sống, các con đường cũng được đặt tên theo thứ tự của các con số. Một phía gồm các chữ số chẵn, phía còn lại được đặt theo các chữ số lẻ. Do vậy, nó rất thuận tiện cho người dân chúng tôi khi muốn tìm địa chỉ của một nơi nào đó. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có thể sử dụng bản đồ để tìm địa chỉ thông qua công nghệ thông tin như điện thoại thông minh. Theo số liệu của Sở Văn hóa Hà Nội, hiện Hà Nội có gần 1.200 đường phố được đặt tên, trong đó cách đặt tên danh nhân tương đương với tỷ lệ tên địa danh. Hà Nội cũng đang lập ngân hàng tên đường phố, đồng thời nghiên cứu đặt tên theo số để phù hợp cho việc áp dụng công nghệ số hóa trong quản lý, ứng dụng sau này. Chúng tôi không tính đến chuyện mà thêm số vào các cái đường phố đã có tên hiện nay và chỉ hướng là các cái tuyến phố mới. Thì chúng ta sẽ nghiên cứu để đặt tên nó như thế nào cho nó phù hợp. Và tất nhiên trong cái chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố ấy, thì vẫn phải đặt tên theo phương pháp truyền thống, đó là tên địa danh, thậm chí là tên danh nhân. Nhưng có nghiên cứu thêm cái phương pháp đặt tên số. Mà vỉa hè nó là một kết cấu.
Là người tham gia vào các đề án đặt tên đường phố của thủ đô, nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng cách hay nhất là có thể thêm mã số cho những con đường cũ trong dữ liệu quản lý, đồng thời có thể tiến hành song song việc đặt số và địa danh nếu con đường mới đi qua các địa danh nổi tiếng. Kể cả dịch vụ. Tôi cho rằng bây giờ ta vẫn tiếp tục duy trì những cái phố có tên, nhưng ta đánh số cho nó. Đánh số cho nó như là một cái mã số kèm theo. Để ta nếu ứng dụng công nghệ ta trên mã số tìm ra rất nhanh. Hoặc là ta vẫn giữ cái tên cũ. Thế còn đối với những phố mới thì ta ưu tiên làm con số là chính. Nhưng khi cần thiết ta vẫn có thể áp vào đó một cái tên, một cái mỹ tự nào đó. Theo mục tiêu đặt ra, Hà Nội sẽ trở thành một thành phố thông minh với việc ứng dụng công nghệ thông tin vào điều hành quản lý. Việc đặt tên đường theo số sẽ là một phần dữ liệu để phát triển giao thông thông minh, quản lý hộ khẩu, hộ tịch của người dân một cách thuận lợi hơn. Trong chương trình trước, chúng tôi đã đề cập đến biệt thự gia đình với những lưu ý về phần mặt hậu. Vậy đối với những biệt thự thì vị trí đặt gara ô tô nên bố trí ở đâu và cần có những giải pháp gì để xử lý khi mà các vị trí của căn nhà đều không đáp ứng chuẩn về mặt phong thủy? Đây cũng sẽ là nội dung được chúng tôi đề cập đến ngay sau đây. Thưa quý vị, hiện nay nhiều gia đình đang băn khoăn là không biết nên bày biện thiết kế mặt tiền của một căn biệt thự như thế nào để sao cho vừa đẹp vừa hợp về phong thủy. Xin được hỏi anh Minh Thao là đối với mặt tiền của ngôi nhà thì chúng ta có những lưu ý như thế nào ạ? Trong phong thủy thì mặt tiền của ngôi nhà người ta được coi là huyệt dương cơ trong phong thủy. Phía mặt tiền của ngôi nhà nó đóng vai trò là cái vùng thu nạp khí, dẫn khí vào phía trong của ngôi nhà. Nên là chúng ta cần phải lưu ý những cái vấn đề phía sau. Thứ nhất là về vấn đề là cổng cửa của một ngôi nhà. Thì ta nên đặt cổng cửa bên phía thanh long của ngôi nhà. Phía thanh long này thích hợp mà nó phải cao hơn phía bên phía bạch hổ. Bạch hổ là tĩnh, là âm thì là thích hợp việc cho việc bài trí là để gara ô tô. Phía trước của ngôi nhà thì phải nó là không gian phải sạch sẽ, thoáng đãng. Bởi vì nó là cái nơi dẫn khí lưu chuyển những luồng khí tốt vào trong ngôi nhà. Và cái lưu ý nữa là nếu mà phía mặt tiền của ngôi nhà có những cái xung xạ thì phía mặt tiền cũng là nơi để thanh lọc các xung xạ, không để xung xạ dẫn vào trong nhà. Chuyên gia vừa mới nói là phía bên thanh long của ngôi nhà thì thường sẽ cao hơn phía bên bạch hổ, tức là bên phải của ngôi nhà đó. Nhưng hiện nay tôi thấy là ngôi nhà này phía đằng sau là có một cái cây cao, thì nó rõ ràng là nó sẽ cao hơn phía bên thanh long của ngôi nhà. Liệu đây có phải là một cái trường hợp vi phạm mà gia chủ như ngôi nhà này đang bị mắc phải hay không ạ? Cái cây đặt bên tay phải này tuy rằng là nó là cây cao, nhưng mà nó lại không phá vỡ cái thế thanh long bạch hổ của ngôi nhà này. Bởi vì bên phía tay trái của tôi đã có một cái tòa nhà rất là cao, nên là nó cái cây này không ảnh hưởng gì đến cái thế thanh long bạch hổ. Cái cây này ở đây gia chủ trồng ở đây là nó có tác dụng là chặn cái dòng sát khí của con đường đâm tới phía mặt tiền của ngôi nhà. Còn về với cái việc mà trước mặt chúng ta nhìn thấy này, gia chủ đã bài trí cây hồng môn và cây kim tiền, như vậy là cũng là thích hợp rồi. Nhưng mà tôi nên lưu ý với các bạn là bên phía tay trái của ngôi nhà thì thích hợp việc cho trồng cây sung, còn phía bên tay phải là sẽ trồng cây lộc vừng. Bởi theo quan niệm của người xưa là người ta muốn là sung lộc đáo môn, đem tài lộc vào trong ngôi nhà. Thế trong trường hợp mà không bên trái của ngôi nhà không thể trồng được cây sung thì có một cái loại cây nào có thể thay thế mà vẫn có những cái tác dụng tương đương hay không? Nếu mà ta không trồng được cây sung thì ta bên tay trái thì ta có thể là trồng cây xanh. Nguyên tắc về thanh long bạch hổ này thì có được áp dụng đối với việc bố trí vị trí đặt gara ô tô đối với những các biệt thự hay không ạ? Đúng rồi, nguyên tắc thanh long bạch hổ là rất thích hợp cho việc bố trí đặt gara ô tô. Bởi vì bên phía bạch hổ là bên về chủ về tĩnh là âm thì ta nên đặt gara ô tô. Và với những căn nhà mà phải sử dụng gara ô tô là bán hầm thì cái việc đặt bên phía bạch hổ là rất là thích hợp. Xin cảm ơn chuyên gia phong thủy Minh Thao với những tư vấn vừa rồi.
Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Địa 24 giờ hôm nay của chúng tôi. Xin quý vị hãy nhớ số điện thoại đường dây nóng của chương trình 0983 838769, email địa24h@vtc.gov.vn. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt.